Thưa quý vị, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có văn bản gửi Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong đó kiến nghị xử lý nhiều cán bộ Tòa án, Viện Kiểm sát do vi phạm tố tụng tiếp bị cáo tại nhà, ra quyết định bắt tạm giam người trái quy định. Tuy nhiên, dù kiến nghị này đã được gửi từ nhiều tháng nay, nhưng cho đến giờ các sai phạm vẫn chưa được xử lý. Đây là thửa đất và căn nhà ở số 7 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra tranh chấp khởi kiện. Trải qua hơn 10 năm, nhiều phiên tòa được mở, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Do vụ án kéo dài, nên nhiều người liên quan bị thiệt hại và bức xúc. Về những các cái thẩm phán, những người liên quan trong vấn đề này, mà làm rõ cái trách nhiệm của từng người liên quan trong vụ án này, thì sai ở chỗ nào và sai đến đâu thì xử lý rõ theo quy định của pháp luật. Mong mỏi của gia đình là như vậy, là để lấy lại cái lòng tin cho nhân dân. Chứ còn như thế này thì dân không biết tin vào đâu. Trong vụ việc này, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có văn bản kiến nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt Nguyễn Thị Huyền, một thẩm phán cùng hai hội thẩm về việc ra bản án trái quy định pháp luật. Ở một vụ việc khác, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với chánh án Trịnh Văn Hùng cùng hai thẩm phán thuộc Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng. Kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng Lê Thị Ngọc Hương và một kiểm sát viên vì ra quyết định bắt tạm giam người trái quy định và tiếp bị cáo tại nhà. Mặc dù Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có văn bản kiến nghị nhiều tháng, nhưng đến nay Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa xử lý các sai phạm này với nhiều lý do khác nhau. Hiện nay ấy, với cái việc mà xử lý các bộ công chức thì có chỉ đạo rồi, nhưng mà báo cáo đồng chí là về kết quả xử lý thì chưa có. Thì riêng đối với cái nội dung này ấy, thì lãnh đạo đơn vị chánh án tỉnh sẽ chỉ đạo sát sao hơn nữa và để xử lý sớm. Chúng tôi đã liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để mà làm rõ các cái vi phạm này. Thế nhưng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng đây là những cái vấn đề nội bộ và từ chối các cái câu trả lời. Việc Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chưa xử lý sai phạm đối với cán bộ do mình quản lý, bởi vì nhận định của hai cơ quan là khác nhau. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng là có sai phạm, trong khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thì cho rằng là cán bộ của mình đã thực hiện nhiệm vụ đúng. Như vậy thì phải cần có cơ quan cấp trên của các cơ quan này vào cuộc. Thì sau khi mà có kết luận là đúng hay sai thì các cơ quan này mới có thể căn cứ vào cái kết luận đó để mà giải quyết được. Hiện dư luận đòi hỏi động thái quyết liệt của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cũng như sự vào cuộc của các cơ quan cấp cao hơn để xử lý dứt điểm các sai phạm của chính các cơ quan tố tụng dân sự trên địa bàn, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và tạo niềm tin trong nhân dân.